chưa cưa mà kéo lắc. Bắn gốc luôn rồi. Bắn chú Quy. Nó vô kìa nha ba. Vừa này khá là nhiều luôn, rất là nhiều tạo chưa, nhưng mà vừa ít trái, sao những cái vừa này như nó bị lép lép sao? Ai biết là ra nước rồi, chắc là nước rồi đấy. Ai nhó? Anh Tùng giờ chuẩn bị đưa cái vừa này khá là cao nha cả nhà, rất là cao luôn. Không gian dưới này rất là chật hẹp luôn. Đầu video thì Hai Lúa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Hay quá chú ơi. Hay quá. Chặt luôn cái bụi tre cũng được á. Đúng luôn cây bao nữa. Cái nhiệt tình vô hồi nãy kéo hình có ba người à. Giờ bỏ ra người cái hai người thôi. Không sao, nó qua đây nhiều lắm rồi hả? Ba người, có người phụ nữ mới bốn. Vậy còn thầy phải chạy đâu vậy á? Nói đúng ra là có một cái là mạnh hơn rồi đó. Kéo mạnh là gió với cái ngược. Thầy leo vậy có khi nào tét lấy quần không? Có hoài luôn. Anh còn quần cục ở trong không sao? Nó nghe ẻo đó. Bữa bữa nào em kiếm hai trái mình bán nhỏ nhỏ em cột lòng thòng quá nha. Chắc lần hai vậy. Chắc đo anh đòn hay vô. Đòn vô, chắc vô đó. Cái này ba cái tay cũng có chuyên nghiệp nữa. Tay đứng gần gần cũng vừa, tránh tránh cũng vừa nha. Khá là gió. Đó, dưới đó. Nhớ dòng thì đúng cái vừa này. Không ngã này, không ngã này rồi đó. Thiết tình. Chuyên nghiệp, cái dừa này thấp. Dừa này thì trái xài hết sức hay dụng ta. Sợ nhận lạnh. Còn bông mình hết cũng nở lạnh, lại chưa giờ. Con ngã ở đây mà cái bằng đá để em nói là dính dáng một kinh thì đây. Xuống đây, xuống cái ngọn đây. À, hồi rớt cái ngọn nha. Rớt cái ngọn. Rồi như vậy con ngọn nó tính đâu ngã đầu. Cái ngã cây ngã đây người ta lắc. Tính ra là đó nữa chắc cho xuống đây luôn hết. Mà giờ cũng ngon rồi. Để đâu dính đó. Để vô khỉ thiệt luôn. Ủa cái giò không có cái dây vấn hay gì kìa. Không. Cuộc cái ống quần á. Ống quần hồi nãy có miếng vàng hay gì á. Cho nó bò lên chỗ hiểm. Thôi chú Quy. Nó vô ngay ngã ba xuống sướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi xa ra nó mạnh. Rồi, nghe điện thoại luôn. Kéo kéo vừa. Chưa cưa mà kéo lắc. Cũng là gốc luôn hả? Ừ. Bật gốc luôn rồi, khỏi cưa luôn. Ôi trời. Ghê rồi. Đeo cái bóp. Chúng có giống gì mà giữ thần ôm người ta. Cái con. Ôi ôi. À nó có. Cái có xi măng. Chỉ con tay coi. Học. Cái này là cái nền xi măng nó rớt xuống nó là một đùng. Mỗi lần đi cưa ghè ổng cho hai cho biết đi theo hay hả? Đăng lên mạng mấy em nè biết phải không? Cho quần kính, mặt kính nè, cái gian ra. Cái gì? Dạ. Đây nè, nó bò trên mắt hai lúa luôn nè. Đó, mắt á. Nó đầy đó nè. Nó nhiều lắm. Đi rồi. Đi rồi. Nè. Đây nè, chúng ta vừa hết nè. Rung trên đất luôn. Bắt đầu luôn.
ở đây thì có một cái đội cưa riêng là tự cắt, hồi tự đo cắt sao cả nhà. Có điện không? Nhanh rồi mấy mương á. Có cái ổ máng nhìn đây. Nhìn cảnh cái bàn để xuống thầy đại đi cái mày hả à, nhìn có gì điện không? Không sao đâu, không có điện bị gì tới nào tôi xài đứt về á, sợ đứt về á, sợ đứt về cứ xài á. Hết biết cái dừa nó già không? Không già. Không già. Nó già, cái gầm đen, già. Yeah. Cái dừa này khá là nghiêng luôn. Rất là nhiều tạo ở trên, nhưng mà dừa thì ít trái nha cả nhà. Sao những cái dừa này như nó bị lép đép làm sao đó. Khá là những nhiều tàu khô luôn. Wow. À, còn bên dưới khá là nhiều những cây kiển ở dưới luôn. Không gian dưới khá là chật hẹp, sát hàng rào luôn. Trời tối quá cái gì vậy? Yeah.
ra ngoài lộ hết. Rồi bên trong khá là nhiều những cây kiểng bên trong nên cắt dục ra ngoài hết. Thì bên ngoài nó có một cái đường đanh nhỏ 2 mét. Thì giờ hiện tại lúa đang ở trên nóc nhà cho nên không có xuống được bên dưới.
bên dưới có điện, cứ khúc nào ra thì ảnh lăn đi khúc đấy hết. Bên đây có bên dưới có một hàng dây điện nè quý vị. Hiện đang kéo máy tàu dừa ra cho có thể hạ rớt xuống đó, đó. Còn khúc này thì anh sẽ cuộn cọng dây để kéo gịch ra ngoài.
Cột vô luôn, cột cứng vô luôn nha. Đúng quá. Chia cây cốc. Cái này mình nhờ cái này ra để cho nó dựng ra, cái nào không kéo vào nó nhào đập nó đó. Cái này, cái này, cái này. 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 C